Xin chào, rất vui vì được gặp lại các bạn. Lần trước, top 5 lạ kỳ đã mang đến với các bạn nửa đầu trong top 10 phát minh vĩ đại đã làm thay đổi cả thế giới. Hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ làm nốt 5 phát minh còn lại. À, dành cho ai đang quan tâm thì đã đóng hết tiền điện rồi nhá, mặc dù nhiều oát vãi. Còn bây giờ, chào mừng đến với top 10 phát minh vĩ đại đã làm thay đổi cả thế giới, phần 2. Bánh xe. Trước hết, hơi buồn một tí, vì cho đến hôm nay, các nhà khoa học và cả tớ vẫn không tài nào xác định được cha đẻ của những chiếc bánh xe là ai. Tức là chuyện ai đẻ ra, à không, phát minh ra bánh xe vẫn còn bỏ ngỏ. Nhân đây, bạn nào tìm được cha đẻ, mà mẹ đẻ cũng được, của những chiếc bánh xe thì liên hệ với chúng tớ nhé. Một phần thưởng thú vị đang chờ các bạn. Vết tích của những chiếc bánh xe cổ xưa nhất, cùng với trục cơ học được tìm thấy ở khu vực Lỡ Hà, tức chỗ mấy ông Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ. Có niên đại ước tính từ năm 3500 trước công nguyên, tức là cách ngày nay hơn 5500 năm. Thời đấy mà các cụ đã phát minh ra một thứ kinh khủng thật. Thật vậy, bánh xe là một trong những phát minh tối quan trọng của loài người. Nó đã giúp cải thiện vượt bậc sản xuất, giao thông, cũng như nhiều mặt khác của đời sống con người. Thời ban đầu, bánh xe có thiết kế dày và đặc, vừa nặng nề, vừa tốn kém, lại không hiệu quả. Về sau, không biết người nào đó đã phát minh ra thêm mấy chiếc đàn hoa. Và những chiếc bánh xe có đàn hoa đầu tiên được tạo ra ở bán đảo Tiểu Á, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, và lập tức được du nhập sang khu vực châu Âu và Trung Quốc, Ấn Độ qua các lái thương. Bánh xe cũng được sử dụng rất rộng rãi tại Hy Lạp cổ đại và sau đó là La Mã cổ đại. Ở châu Mỹ, bánh xe được các nhà hàng hải châu Âu du nhập khi họ tìm ra lục địa này. Về sau, người ta cải tiến bánh xe bằng cách phát minh thêm nhiều bộ phận mới như vành xe, lốp cao su và rồi cả xăm để bơm hơi, giảm sóc. Nhiều người hẳn cho rằng bánh xe chỉ có công cán trong việc vận chuyển nói riêng và giao thông vận tải nói chung. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh điều ngược lại. Có cả tỷ phát minh đã sử dụng bánh xe, hay ít nhất là những thứ tròn tròn như bánh xe để hoạt động. Từ bánh xe guồng nước đến các cối xay gió, hay việc sử dụng bộ bánh răng làm bộ chuyển động, bánh xe trong dòng dọc. Cao siêu hơn thì có cả máy ly tâm sử dụng trong hóa học, hay các hệ thống nghiên cứu y học, động cơ điện, máy bơm, động cơ phản lực, năng lượng xanh và còn muôn vàn các thứ khác. Ngày nay, bánh xe đã được đẩy lên một, à không, nhiều tầm cao mới. Tùy vào loại phương tiện mà người ta có những kiểu thiết kế riêng. Từ những loại bánh xe đạp nhỏ tí, dễ dàng trở thành còng số 8 khi đèo vòng 2-3 đứa mộc, cho đến những chiếc bánh xe cao hơn đầu người, có thể chuyên chở hàng chục tấn. Rồi còn mấy loại bánh xe chống đinh, không bao giờ hết hơi, chống xịt, chống nổ. Thế này có khổ với bác giải đinh không cơ chứ. TV. Một từ tiếng Anh mà 99% người Việt, kể cả những người không học tiếng Anh cũng đều biết và đọc khá chuẩn, là từ Việt hóa của TV, viết tắt của television, gồm hai phần là tele mang nghĩa xa và vision mang nghĩa tầm nhìn, nghĩa là tầm nhìn xa trông rộng. Đùa tí, television được định nghĩa là truyền hình hay vô tuyến, nhưng trên thực tế, đúng là nó đã cho chúng ta được nhìn xa, trông rộng, mở mang và khai sáng con mắt cho cả nhân loại. Thế giới đã thực sự rộng lớn kể từ khi TV trở nên phổ biến. Hãy cùng lội ngược lịch sử một tí. Chiếc TV đầu tiên của thế giới được phát minh bởi John Logie Baird vào năm 1925, và tất nhiên đó là một chiếc TV đen trắng. Ở thời điểm đó, TV của Logie Baird có thể chạy 30 khung hình trong 5 giây, sau đó được cải tiến thành 12,5 khung hình một giây. Nếu bạn nào vẫn còn chưa hiểu lắm thì chuyện đó là thế này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa trên VTV có một chương trình là 24 hình giây thì phải. Thì đấy, để những hình ảnh bạn xem trên TV hay trong các video của tớ không bị giật, chúng phải được phát với tốc độ là 24 khung hình trong một giây. Đó là tốc độ tối thiểu phải đạt được. Nói là tối thiểu vì bây giờ con người ta đã có thể đạt đến những tốc độ khung hình cao hơn như 30, 60, 120 hay 240 khung hình trên giây. Thậm chí là những tốc độ không tưởng lên tới 60, 70.000 khung hình trên một giây, đến mức có thể làm trong hình ảnh viên đạn bay, hay những cái tác khiến ai xem qua cũng phải ngoác mồm. Đấy là tớ còn chưa đụng chạm đến cái vụ camera 2 tỷ khung hình giây có thể ghi lại đường đi của tia laser đấy nhá. Ngạc nhiên chưa? Thôi, cao siêu quá. Chẳng là tôi muốn giải thích nguyên tắc cơ bản của những chiếc TV, đó là phát lại hình ảnh tĩnh với tốc độ cao, khiến chúng ta có cảm giác như đang được xem những hình ảnh chuyển động vậy. Điều đó đồng nghĩa với càng có nhiều hình ảnh được phát trong một giây thì đoạn phim sẽ càng mượt mà. Đấy là nguyên tắc cơ bản nhất, được áp dụng từ xưa đến nay. Quay trở lại với mấy cái TV cổ. Năm 1928, BA lần đầu tiên cho phát sóng một chương trình vô tuyến ra nước ngoài, từ London đến New York. Đây cũng được xem như là một chương trình phát sóng truyền hình màu đầu tiên trên thế giới. Về sau này, sự phát triển và hoàn thiện của truyền hình vô tuyến có sự nhúng tay, có sự tham gia của nhiều nhà phát minh khác. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi, đó là Baird là người đã đặt những nền móng đầu tiên trong lĩnh vực này. Thổ ban đầu người Mỹ, mà cụ thể là nhà sáng chế Lee De Forest, đã mỉa mai cho rằng truyền hình vô tuyến là một thứ gì đó không tưởng, không có khả năng thương mại hóa, một sáng kiến tốn thời gian. May mà người Mỹ đã nhầm. Bằng chứng là đất nước 300 triệu dân này đang sở hữu tới hơn 200 triệu chiếc TV, tức là trung bình cứ 3 người Mỹ thì 2 người có TV riêng, người còn lại xem ké. Không chỉ ở Mỹ, TV giờ đây là một thứ gì đó quá bình dân, nhà nào cũng có thể mua, với đầy đủ kích cỡ, chủng loại, màu sắc, độ phân giải, tha hồ lựa chọn. Chính vì quá phổ cập mà TV cũng gây ra không ít tác hại, đa phần là với trẻ em như cận thị, tự kỷ. Về phần John Logie Baird, vì những đóng góp to lớn của mình, năm 2002, ông được BBC xếp hạng thứ 44 trong danh sách 100 người vĩ đại nhất trong lịch sử nước Anh. Hơi thấp nhé. Đáng ra với những đóng góp lớn lao cho lĩnh vực truyền hình không chỉ của Anh Quốc mà trên toàn thế giới, ông nên có một vị trí cao hơn mới phải. Máy vi tính. Không ai được xem như là người đã phát minh ra máy vi tính. Gì đấy? Chắc lại không điều tra ra được chứ dè. Anh em, cười vô mặt nó. Ấy, tôi nói thật. Không phải người ta không điều tra ra được ai là người phát minh ra máy vi tính, mà vì cơ bản là có quá nhiều người, quá nhiều nhà khoa học đã tham gia vào công cuộc biến chiếc máy vi tính từ to như gian nhà xuống nhỏ bằng cái USB. Nếu bạn nào thích thì ta có nguyên một danh sách này. Bạn nào ham học hỏi thì mang về nghiên cứu nha, chứ tới mà đọc thì chỉ 2 phút là các bạn ngủ hết. Điều này cũng dễ hiểu vì có quá nhiều linh kiện đã góp phần tạo nên một chiếc máy tính hoàn thiện như ngày nay, cũng như rào cản công nghệ đã không cho phép các nhà khoa học làm quá nhiều điều trong thời đại của mình. Bởi vậy, ta có thể xem việc phát minh và hoàn thiện chiếc máy vi tính như một bản thiên trường ca. Mỗi nhà khoa học sẽ viết lên một chương, và tôi có thể khẳng định với các bạn rằng máy vi tính mới chỉ được phát minh ra thôi, nó vẫn chưa từng được hoàn thiện. Nhân loại sẽ còn rất lâu nữa mới có thể khám phá hết được những sức mạnh thực sự của máy vi tính, của những chiếc CPU bé xíu kia. Ngược dòng lịch sử một chút, thuật ngữ computer, trong đó compute mang nghĩa tính toán, được dùng lần đầu tiên năm 1613. Tuy nhiên, thời đó, computer không phải để chỉ một cái máy, mà nó là cách gọi một người ngồi bàn giấy, cộng, trừ, nhân, chia các phép tính, rồi ghi vào sổ sách. Một cách dùng từ trần vãi cả thực. Khái niệm này còn được dùng mãi cho đến cuối thế kỷ 19, khi cuộc cách mạng công nghiệp cho ra đời chiếc máy tính làm nhiệm vụ tính toán, và cũng từ đó thanh niên kia thất nghiệp. Câu chuyện nổi tiếng nhất về sự ra đời của chiếc máy vi tính thuộc về cỗ máy Turing, do nhà khoa học Anh Alan Turing sáng tạo nhằm giải mã hệ thống mật mã Enigma của phát xít Đức. Ông được coi như là người tiên phong và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với lĩnh vực máy tính hiện đại. Đã có nguyên một bộ phim cực hay về câu chuyện này tên là The Imitation Game. Bạn nào thích thì tự Google xem nhé. Chúng ta không có link đâu mà xin. Ủa, chuyện này hay lắm, xem nó mới chế. Ngày nay, máy tính có thể thực hiện những phép toán phức tạp với tốc độ không tưởng. Khi được vận hành dưới tay một lập trình viên điêu luyện, máy tính có thể làm nhiều việc hơn chúng ta nghĩ. Nhiều loại máy bay quân sự hiện đại không thể hoạt động mà thiếu sự điều khiển của máy tính. Máy tính còn giúp hiển thị mã gen người, đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo, điều khiển các thiết bị kiểm tra y tế, tạo ra những đoạn phim ảnh kỳ diệu, những bức ảnh ảo tung chảo. Và điều quan trọng nhất là nó giúp Top 5 Lạc Kỳ hoàn thành video tuyệt vời này và mang đến cho các bạn. To lớn hơn, máy tính giúp con người lưu trữ một khối lượng lớn thông tin mà khi cần có thể xem lại một cách nhanh chóng. Thông tin, sổ sách, hồ sơ trong bao nhiêu năm giờ đây cũng dễ dàng nằm gọn trên bàn, chứ không phải trong nhà kho như trước kia. Nhỏ nhặt hơn, nó giúp con người soạn thảo văn bản, làm đồ họa, giúp học sinh chơi game, xả stress sau những giờ học tập căng thẳng, mà đa phần là chẳng xin chết thì vẫn chơi. Quả là một phát minh tuyệt vời. Điện thoại di động. Tại sao lại làm điện thoại di động mà không phải là điện thoại bàn? Đơn giản là vì như các bạn thấy đấy, giờ đây điện thoại bàn đang dần biến mất trong mỗi gia đình, thay vào đó là điện thoại di động. Những nơi còn đang sử dụng điện thoại cố định chắc chỉ có các công ty, xí nghiệp, công sở, tổ chức nhà nước hay đại loại vậy. Tuy nhiên, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Tôi sẽ nói qua một tí về điện thoại cố định trước khi quay trở lại với điện thoại di động. Hẳn nhiều người biết, ngày 10 tháng 3 năm 1816 được coi là mốc son đánh dấu sự ra đời của điện thoại. Cha đẻ của chiếc điện thoại đầu tiên là Alexander Graham Bell. Cuộc gọi điện đầu tiên được thực hiện giữa nhà phát minh, bác Bell, với người trợ lý của ông ngồi cách đó 4,5 mét vào cùng ngày, với một hội thoại ngắn ngủi. Watson, anh đến đây nhé, tôi có việc cần. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng như thế là quá đủ để đánh dấu cho một kỷ nguyên mới về thông tin liên lạc. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất nằm ngay ở cái tên của phát minh vĩ đại này, đó là điện thoại cố định. Nó đã thôi thúc bác Martin, tên đầy đủ là Martin Cooper, dành nhiều năm nghiên cứu và cho ra đời chiếc điện thoại di động đầu tiên vào thứ Sáu ngày 3 tháng 4 năm 1973. Tất nhiên là nó sẽ không được đẹp như sáo và sáo lớn của các bạn bây giờ đâu. Trên thực tế, chiếc điện thoại di động đầu tiên có tên DynaTAC Motorola và nặng khoảng 1 cân. Nó có thời lượng pin khá ok, lên tới 10 tiếng. Tuy nhiên là chỉ có thời gian thoại tối đa 35 phút, không đủ cho các cô các mẹ buồn dừa. Quá buồn. Tất nhiên là nó chỉ có chức năng cơ bản là nghe, gọi và bấm số. Ấy vậy mà em nó có giá 3.500 đô, tương đương hơn 70 triệu đồng nếu tính với tỷ giá đô ngày hôm nay. Mà tôi thấy hình như có gì đó không ổn. Thật đấy, thiếu cái gì ấy. Đây rồi. Trước khi DynaTAC Motorola ra đời, thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của một chiếc điện thoại có tính di động năm 1967. 7 năm trước ngày chào đời của DynaTAC, mang tên Carry phone. Đúng như tên gọi, chiếc Carry phone này chỉ có thể xách theo, chứ chẳng hề di động kẹo nào, bởi nó to như một cái vali và nặng gần 5 cân. Bạn nào muốn tập thể hình thì xách theo cũng khá tuyệt. Theo một nguồn tin không thân tín khác, đáng ra con người đã có điện thoại di động để xài từ đầu thế kỷ 20, chứ không phải chờ đến những năm 1973, nếu như công nghệ những năm 1900 đủ hiện đại để Nikola Tesla thi chuyển nội công, ý tưởng của mình. Đó là ý định xây dựng một hệ thống điện báo toàn cầu, cho phép chúng ta nói chuyện từ khoảng cách rất xa với một thiết bị cá nhân nhỏ gọn. Hệ thống này sẽ hoạt động nhờ vào tín hiệu radio. Nhưng thật không may, rào cản công nghệ lại một lần nữa chặn đứng một phát minh. Không, chỉ làm phát minh đó chậm đi 73 năm mà thôi. Nhưng không sao, bởi dù sao ngày nay chúng ta vẫn có sáo và sáo lướt để xài. Quá tuyệt vời. Quay trở lại với những chiếc điện thoại di động. Sau hơn 40 năm phát triển, có vẻ như chúng đang dần dần nhỏ gọn và khác xa với tổ tiên của mình. Trước đây, người ta mua điện thoại về để nghe và gọi. Thì có thêm nhắn tin. Nhưng giờ đây người ta mua điện thoại về để chơi game, nghe nhạc, hiếm lắm mới nghe gọi, toàn nhá máy với nhắn tin thôi. Quên mất, còn để khoe nữa chứ, nhất là 6 với 6 lớp này. Nói chung, điện thoại di động đang ngày càng nhỏ gọn, đa năng, đẹp mắt. Tuy nhiên nó cũng đang dần rời xa cái mục đích được tạo ra lúc ban đầu là liên lạc. Giờ đây phải gọi cái điện thoại là cục đa năng mới đúng, vừa nghe gọi, vừa giải trí, vừa khoe của. Internet bản thân nó bao gồm hai phần. Yếu tố inter mang nghĩa quốc tế, còn net nghĩa là mạng lưới. Internet cũng đã phải trải qua hai thời kỳ riêng biệt để có thể trở thành mạng toàn cầu như ngày nay. Tôi sẽ gọi hai thời kỳ đó là thời kỳ mạng và thời kỳ mạng toàn cầu. Giai đoạn đầu diễn ra vào cuối những năm 60, trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Mẽo và Nga Ngố, thời đó vẫn còn là Liên Xô. Chuyện là thế này. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik 1 vào vũ trụ. Đây có thể được xem như cái nước lạnh. Không, cái tát vào giữa mặt những người Mỹ kiêu hãnh. Họ không ngờ Liên Xô lại có thể làm được cái điều mà họ chưa làm được như vậy. Quá tức tối, quá cay đắng, cộng với một chút gato, người Mỹ phải làm một cái gì đó để đáp trả. Năm 1958, họ thành lập tổ chức DARPA, tạm dịch là Dự án Nghiên cứu Phòng thủ Tiên tiến, mục đích là để ganh đua với Liên Xô. Tổ chức này đã tài trợ cho các trường đại học và viện nghiên cứu của Mỹ để tham gia chương trình nghiên cứu về một cách thức truyền thông mới. Kết quả nghiên cứu là sự ra đời của mạng ARPAnet, cụ tổ của Internet ngày nay. Đấy, Đôi khi Sikato nó cũng thật tuyệt vời nhé. Tất nhiên ARPAnet mới chỉ là net chứ vẫn chưa trở thành internet được. Mãi đến khi chính phủ Mỹ quyết định mở rộng việc sử dụng mạng cho mục đích thương mại và cộng đồng thì ARPAnet mới chính thức trở thành internet vào cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, việc truy cập internet thời đó không hề đơn giản như bây giờ, và tất nhiên số người có thể tiếp cận với internet cũng rất ít. Và internet hẳn vẫn là một thứ gì đó xa xỉ, khó tiếp cận nếu như Tim Berners-Lee không trình làng khái niệm World Wide Web WWW vào năm 1991. Nhiều người trước giờ vẫn cứ tưởng internet và WWW là một. Trên thực tế, có thể coi World Wide Web là một dịch vụ, một góc nhỏ của internet. Mặc dù chính cái phần nhỏ đó là thứ mang internet đến với toàn thế giới, là thứ đã khiến internet trở nên phổ cập và bình dân như ngày nay. Cũng bởi lý do đó mà Tim Berners-Lee trở thành người được xem là có cồng cán lớn nhất trong tiến trình phát triển của internet, mặc dù trước ông đã có hàng trăm nhà khoa học khác chung tay làm nên internet. Đó là câu chuyện của thế giới, một câu chuyện mà chúng ta có lẽ không bao giờ biết được nếu như không có tiến sĩ Mai Liêm Trực. Ông là ai? Và ông đã làm gì? Xin thưa, ông chính là người tiên phong và góp công lớn nhất trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo nước ta thời đó mở cửa và kết nối với internet. Ngày 19 tháng 11 năm 1997, internet chảy vào Việt Nam, nhỏ giọt như những giọt cà phê phin, bởi vẫn còn đó những hoài nghi về cái thứ được gọi là mạo toàn cầu này. Con người ta là thế, cái gì mới mẻ luôn thu hút sự tò mò và ngờ vực. Ấy vậy mà sau hơn 15 năm phát triển, internet giờ đây đã tràn hòa lình láng khắp các thành thị, xuôi dần về các miền quê, thậm chí còn mon men lên miền núi. Sau 15 năm ấy, internet nói riêng và viễn thông nói chung của Việt Nam thuộc hàng top của thế giới. Hiếm có thứ gì Việt Nam du nhập từ nước ngoài mà phát triển nhanh và tốt như internet. Có thể nói, internet đã làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, từ y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế. Mạng toàn cầu đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai thế giới offline và online, rút ngắn khoảng cách nửa vòng trái đất xuống còn vài cái click chuột. Thế giới đã thực sự phẳng kể từ khi xuất hiện internet. Không thể phủ nhận giá trị to lớn một cách khủng khiếp của internet đối với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, internet cũng biến nhiều con người từ sống thực thành sống ảo, xóa sổ nhiều trò chơi và thú vui huyền thoại của trẻ em, tha hóa nhiều con người. Con người ta bớt dành tình cảm cho nhau, bớt yêu thương nhau, bớt dành cho nhau những lời xin lỗi cảm ơn, mà thay vào đó là những cái like vô nghĩa. Rồi từ đó, họ trở nên cuồng những thứ vô ích, thay vì những giá trị thực tế xung quanh mình. Trẻ em bớt đọc sách vở, thay vào đó là chơi game online. Học sinh không cần học lịch sử, bởi cái gì không biết thì ta Google. Internet đã thực sự khiến cả xã hội Việt Nam thay đổi. Tốt xấu thế nào, hãy để xã hội tự quyết định. Ây da, nghiêm túc quá. Dù sao thì internet vẫn là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Nó đã khiến vô số phát minh khác trở nên thú vị hơn. Giả dụ như cái máy tính mà không có mạng thì thật là buồn chán. Chiếc 6 và 6 lớp của các bạn mà không có wifi hay 3G xem, nó có nằm chỏng chơ ở nhà cả ngày hay không? Đến chiếc tivi mà có mạng thì nó còn thú vị hẳn ra nữa là. Mà không có internet thì lấy đồ ra top 5 lạ kỳ cho các bạn xem nhé. Thế là đã kết thúc danh sách top 10 phát minh vĩ đại đã làm thay đổi cả thế giới của top 5 lạ kỳ. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn ấn tượng với phát minh nào nhất? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của mình. Hiện tại channel top 5 lạ kỳ có một fanpage chính thức tại địa chỉ www.facebook.com/top5lạ kỳ. Hãy like fanpage để bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Sắp tới, Top 5 Lạ Kỳ sẽ làm một video đặc biệt để kỷ niệm 100.000 subscribers. Hãy để lại những câu hỏi và thắc mắc của bạn liên quan tới channel và tin top 5 bên dưới phần comment. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả những câu hỏi của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Những điều luật kỳ lạ nhất trên thế giới. Phải mặc đồ lót khi ra đường. Tại xứ sở chùa vàng Thái Lan, không mặc quần xịt, quần lót khi ra đường là phạm pháp. Tuy nhiên điều này đã vấp phải sự phản ứng của khách du lịch phương Tây khi họ hài hước đáp lại: làm sao cảnh sát biết được chúng tôi có mặc quần lót khi ra ngoài hay không cơ chứ? Hẳn là Thái Lan đã nghiên cứu và phát triển thành công loại kính nhìn xuyên thấu và trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông của mình. Từ nay về sau, nếu có ai cảnh sát giao thông nào đang đứng mà tự nhiên bị xịt vào mũi thì các bạn tự hiểu nhá.